Bị đó là bị vậy là tại uống rượu, uống ông đó chết mới bị tới giờ đó, chứ không có gì hết trơn. Uống rượu là sao ông có thể kể cho con như có được rõ hơn về cái câu chuyện uống rượu mà lại khiến anh cò bị như anh cò bị như? Có, tôi nghe tôi sợ đó, ông kia chết mà có nhập xác gì cho nó không mà sao mà nó bị khùng luôn, tôi cũng không biết nữa. Độ ông kia ông chết luôn. Vâng, Ngọc Quỳnh Tân xin kính chào quý bà cô bác anh chị em. Thì hôm nay mình có một cái chuyến đi khám phá tâm linh và tìm hiểu về những cái căn nhà được bỏ hoang ở khắp mọi nơi, và những cái câu chuyện tâm linh hết sức đặc biệt và những hoàn cảnh hết sức khó khăn. Thì hôm nay mình mới biết được đến một cái hoàn cảnh của một cái người dân ở đây, là ông Tư. Có một cái hoàn cảnh hết sức là đặc biệt về một cái người con của mình có một cái chứng bệnh rất kỳ lạ, và chứng bệnh đó như thế nào thì Quỳnh Tân mời cô bác mình cùng với Quỳnh Tân sẽ đi vào bên trong để cùng gặp gỡ ông Tư và để cho ông Tư chia sẻ đến Quỳnh Tân cũng như là cô bác mình nha. Đây là hiện giờ là mình đang ở trên một cái tuyến đường của một cái dưới chân một cái ngọn núi. Đây là ngọn núi núi dài năm giếng thưa cô bác. Ngọn núi dài năm giếng này thì cũng nằm trong Thất Sơn Huyền Bí, là nằm trong một trong bảy núi của tỉnh An Giang. Thì trên tuyến đường này thì mình cũng cố gắng tìm đến cái căn nhà của ông Tư, vì mình nghe nói là ông Tư sống trong một cái dưới cái chân núi, nhưng mà ở cái vị trí nào thì mình vẫn còn đang đi trên đoạn đường lần mò đến cái căn nhà. Thì bây giờ nếu mà đến căn nhà thì mình sẽ mời cô bác mình vào bên trong để cùng gặp gỡ ông Tư cùng với Quỳnh Tân nha. Thì thôi mình tạm ngưng cái video mình tại đây để mình tiếp tục trên tuyến đường để tìm đến nhà của ông Tư nha cô bác. Vâng ạ, thì giờ này mình cũng đến được căn nhà của ông Tư bà Tư thưa quý vị. Thì trong cái căn nhà này của ông Tư bà Tư thì mình có nghe nói là có một cái người anh, ảnh đang bị một cái căn bệnh mà sau một cái cuộc nhậu cho đến ngày hôm nay. Thì cái câu chuyện về cái cuộc nhậu đó như thế nào mà dẫn đến cái căn bệnh của người anh của mình và dẫn đến tới ngày hôm nay là khoảng đâu 10 năm, mười mấy năm gì đó, thì mình cũng mời cô bác mình sẽ đi vào cùng với Quỳnh Tân đồng hành trên clip này gặp gỡ ông Tư để cho ông Tư chia sẻ cho mình cùng với bà con mình được biết cái câu chuyện như thế nào nha. Dạ con chào ông Tư cư. Dạ ông Tư khỏe ông Tư? Dạ, cho con gắn cái mic cái ông Tư ơi. Ngày sau đó vô nói chuyện cho nó dễ nghe tí. Dạ. Dạ con thì con cũng được người dân giới thiệu đến cái vị trí của ông Tư nè, để quay về hoàn cảnh của con của ông Tư đó thưa ông Tư. Thì con ông Tư cho con xin hỏi là ông Tư hôm nay nhiêu tuổi ông Tư? Tuổi thần 67 tuổi rồi. Ôi lớn tuổi vậy. Thì con nghe nói là ông Tư sống ở đây là dưới một cái chân núi dài hả? Núi dài nhỏ, núi dài năm giếng đó. Núi dài năm giếng. Núi dài trong Ba Chúc và kêu dưới dài Văn Liên biết không? Dạ. Còn núi dài mình ở đây núi dài năm giếng. Dạ. Có ông Tư ở trên núi vậy ông Tư bộ không sợ gì sao? Đâu có sợ gì đâu. Ở dưới quen ha. Mà đâu có ở đây nè, dưới này đâu phải trên núi. Có nghĩa là mình không, con thấy đây nè, ông thấy đây cũng là một cái toàn bộ, con thấy hầu như là một cái khu này là toàn là giống như là mình ở dưới sát một cái mình ở sát chân núi, nói vậy này, sát chân núi chú. Dạ. Sát chân núi chứ mà ở trên núi, sát chân đó. Đúng rồi. Sát chân núi dài năm giếng đó. Sát chân thiệt. Hôm bữa giờ con có nghe một số người chỉ con đến giới thiệu hoàn cảnh của ông Tư á. Là ông Tư có một cái người con là bị, con nghe người ta nói là người con đó đã bị bệnh, tôi kêu là con tạm gọi là bệnh tâm thần á ông Tư. Bệnh tâm thần. Thì cái câu chuyện về cái người con của ông Tư như thế nào, ông Tư có thể kể cho con với lại cô bác mình được nghe một tí về câu chuyện của cái người đó ông Tư? Thì nó bệnh quá rồi, cô Năm nó nè với vợ tao đó, nó dẫn đi trên dưới Long Xuyên á. Dạ. Tỉnh Long Xuyên mình chỗ bên cái bệnh viện tâm thần vậy đó.
À, bệnh viện tâm thần Long Xuyên á. Mình nhầm tên phòng không riêng nghĩa làm giấy tờ luôn, giám đốc với bệnh viện vậy. Bây giờ có cái giấy bệnh á, giấy nó đưa gì vậy đó. Rồi gì rồi xã đó, đưa cho xã, cái xã nó kêu mình đi photo, đưa xã miếng, còn miếng chánh của mình nó cho lương tới giờ đó, tháng 500 hay gì, tháng nào cũng lãnh lương cho nó hết trơn á. À, có nghĩa là đi lúc đầu là đi khám bệnh thì bác sĩ người ta đã chứng nhận là anh mình còn bị bệnh tâm thần rồi hả ông kia? Bị bệnh tâm thần cho giấy về luôn mà. Bệnh viện Long Xuyên cô Năm nè, phải không kìa, đó cô Năm nó dẫn đi đó. Lúc trước anh mình bệnh mai nó như năm rồi ông Tư. Hôm nay cũng họ 20 năm. Ừ. Má chết là 20 năm rồi đó. 2003 tới giờ. 19 năm rồi đó. Dạ đây là cô của cô anh này cô, hả? Em của ông Tư, cô ruột đó. À dạ. Là bao nhiêu năm rồi, là gần 20 năm rồi hả? Gần 20 năm. À. Cái anh đó tên gì ông Tư? Trời ơi, hồi đời xưa mà mới sanh đẻ ra mà nói tính mình làm tên họ cho nó giữ, nữa lớn nó làm việc làm gì nó Quỳnh Trí Dũng. Nó tên Quỳnh Trí Dũng. Tên thật là Dũng, còn tên thường ngày mình kêu là tên gì? Cô. Tên cô ha. Dạ. Dạ thì anh còn anh, trong giấy tờ nó là tên Quỳnh Trí Dũng. Dạ. Anh cô thì anh bị như thế này là đã 20 năm, là trước 20 năm đó thì anh có bị bệnh như vậy không ạ? Không có, cũng biết này biết kia, đi làm ăn được, đi rẫy vườn nó mặn với tôi được hết trơn biết không? Nói chung là trước khi anh bệnh là trước 20 năm về trước là anh vẫn như một người bình thường hả? Bình thường đâu có gì đâu, đi chỗ này chỗ kia cũng được hết, đi. Nhưng mà sau khi tại sao mà ảnh đột nhiên ảnh lại bị bệnh như vậy á, ông tư có thể kể cho con với cô bác được biết về cái câu chuyện mà đột nhiên anh cò mình lại bị như vậy không? Kỳ đó là bị như vậy là tại uống rượu, uống ông đó chết mới bị tới giờ đó chứ không có gì hết trơn. Uống rượu là sao, ông tư có thể kể cho con với cô bác được rõ hơn về cái câu chuyện uống rượu mà lại khiến anh cò bị như vậy không? Uống rượu mà ông kia chết sao nó ngây ngơ tới giờ luôn chú ơi, chứ không có, tôi không biết cái gì. Ông hai thô đó đó. Ông kia ông chết thì nó ngây ngơ luôn. Ông chết nó ngây ngơ luôn mà ông kia ông già quá, ông chịu không nổi, ông chết nó còn nhỏ chú. Tại nó không có chết. Rồi ông kia ông già lắm rồi chú ơi, năm nay ông còn là tuổi lớn lắm rồi, 80 mấy tuổi rồi, 85, 86 vậy lận. Ông hai thô đó. Dạ, ông Tư thì cái giai đoạn đầu tiên là ảnh bình thường nhưng mà sau khi ảnh đi làm, có nghĩa là ông Tư nói là khi ảnh đi làm rồi ảnh mới đi nhậu chung với một cái anh nào đó. Với ông đó, ông giữ vườn đâu trên đó. Đi nhậu chung ha. Nhậu chung thì sao, cái bữa nhậu đó về thì cái ông chú kia ổng chết luôn. Chết rồi thì còn riêng về anh Cồ. Anh Cồ thì ảnh bị sau cái bữa nhậu đó về là ảnh có cái hiện trạng như thế nào sau cái bữa nhậu chung với ông đó thưa ông Tư? Về đau bệnh luôn. Đau bệnh nằm xem thép luôn. Tôi cạo gió này kia làm này làm kia hết, nó không còn chết được mà sao nó ngây ngơ luôn. Trời ơi, về là cái bữa nhậu nó về là anh bị ông kia thì chết, còn anh này thì anh bị giống như trúng gió nằm. Giống trúng gió hay gì đó. Giống trúng gió luôn. Trời ơi, hồi đó tôi gì à, mà ở bên này với bà nội nó nhà này nè, cái bà kêu bà nội nó kêu mà chạy qua mà cạo gió cho nó, tôi cạo cho mình mấy đang thui hết trơn, trúng gió sao. Bị nó ngây ngơ luôn. Em có cạo gió vậy là chết ngắt luôn rồi. Như vậy là chỉ có sau một cái buổi nhậu mà một chú thì chết. Còn một anh thì lại mang một cái hậu quả cho đến ngày hôm nay là phải ngây ngơ là phải tâm thần luôn. Từ đó tới giờ ngây ngơ luôn đó. Chờ trước đâu có gì chú ơi, đi này kia bá, đi mần rẫy mần này mần mướn được hết trơn, làm cũng được. Rồi kỳ ông chết rồi về nó ngây ngơ tới giờ luôn. Ông Tư thì như vậy thì có khi nào là ông Tư có đi coi thử thầy bài về cái vấn đề gì, anh Cồ anh có bị cái vấn đề gì tâm linh gì không ông Tư? Không có đâu, mà không có bệnh gì đâu. Tôi không biết vụ đó mà kỳ đó có dẫn đi, người ta kêu dẫn đi nó bệnh viện như đó, rồi nó vô bác sĩ nó khám nó bị tâm thần. Đi khám bác sĩ thì nó lại nói bệnh tâm thần. Bác sĩ ta bệnh viện tâm thần ở dưới Long Xuyên đó. Bệnh viện Sản Nhi đó. Ông Tư có thể dắt con qua bên cái chỗ cái nhà của ông Tư không, với lại chia sẻ và để cho con ghi hình anh Cồ không Tư?
Rồi, qua đây hả? Rồi qua, qua đi, qua đi. Đi. Hồi trước không có gì chú ơi. Là rồi. Con cũng lạ lạ là chỉ có một cuộc nhậu thôi mà lại khiến một người chết và một người phải ngây ngô tới giờ này luôn. Ủa cái này là cái chỗ ở của anh Cồ với lại ông Cư đây hả? Còn cái nhà bên đây là nhà của gì hả? Cô của anh Cồ. Đây là cái nhà của anh Cô hiện đang ở với ông Tư này, cô bác. Cái này nó nhỏ xíu rồi, giống như là một cái chòi vậy chứ. Cũng như thế này, hồi đó cái nhà của bà già, cái bà già chết rồi. Nơi xưa các nhà như vậy ở không à. Xung quanh thì cô bác mình thấy cũng là những cái khu này là những cái khu vườn nè. Khu vườn ở dưới chân núi. Dưới chân núi đó. Đất này của bà già tôi, không phải của tôi biết không? Dạ. Của bà già. Bên trong là anh Cổ nó nằm trong hả? Cưng thử vô với con trò chuyện. Bà già bà chết để vợ cho con cháu nó ở đó. Anh em vợ. Anh Cổ anh có biết không? Để con hỏi tha hỏi anh có biết con không? Để con chinh phức hỏi. Em mới vô anh ơi. Anh nghe em nói không? Nghe. À nghe. Anh bữa nay anh khỏe không? Khỏe. Khỏe hả? À sáng giờ anh ăn cơm gì chưa nè? Có. Có rồi ha. Anh sao em thấy anh nằm hoài vậy? Anh ngồi vậy được không? Đâu đâu anh ngồi vậy trò chuyện với em tí nha. Anh ngồi vậy trò chuyện với em tí nha. Dạ dạ anh ngồi vậy đi, ngồi vậy trò chuyện với em tí đi. Ngồi vậy đi. Hả? Ngồi vậy trò chuyện với em tí nha. Cho con xin mượn cái mic lại cái ông Tư để con trò chuyện với anh còn tí nha. À, ừ cho ngồi vậy à. Mẹ. Anh ngồi vậy vậy tao trò chuyện với em tí nha. Dạ. Hả? À dạ, ngồi đó đi. Mẹ. Ngồi xuống đó ta dạ. Rồi. Anh năm nay nhiêu tuổi anh Cò? Anh Cò anh biết không? Mẹ. Dạ anh nhiêu tuổi? Tuổi. Dạ. À, mẹ. À, cô bác ơi chắc ảnh do ảnh bị bệnh đó cho nên là nhiều khi ảnh không có biết nhớ cái tuổi của mình luôn á. À, anh có biết là hiện giờ anh đang có cái căn bệnh gì trong người anh không? Không. Không hả? À. Anh bình thường anh có đi ra ngoài đồ đi chợ không? Đi hóng mát anh đồ không? Không. Có đi không? Bình có thường. Hả? Bình thường. Bình thường hả? Ừ. À. Sao em thấy dường như là anh bị hư một con mắt hay sao vậy? Ừ. Vậy hả? À. Chỗ này là chỗ ngủ của anh hàng ngày đấy hả? Ừ. Cái vị trí anh ngủ. Em nghe nói là hồi trước anh đi nhậu về anh bị nhầy luôn phải không? Anh có biết, anh có nhớ về vấn đề đó không? Yeah. Nhớ không? Yeah. Nhớ đâu sao anh kể cho em nghe thử nha. Hả? Anh làm gì anh không có nghe bình thản, không biết mình nói hay sao cô bác đi. Để mình ra gặp, em có ơn anh nha. Để ra gặp chú Tư đi. Để con gặp ông Tư, hỏi ông Tư cái. Tư cũng đang nhổ cây gì nè. Tư ơi, Tư vô trò chuyện con tí đi Tư. Chắc này ảnh đang đứng ngó mình kìa. Dường như là ảnh không có hiểu mình đang trò chuyện về vấn đề gì với ảnh đó cô bác. Nhưng mà mình cũng thấy một điều làm lạ là sao, tại sao mà chắc có lẽ là do một cái vấn đề gì đó về ảnh hưởng về một cái vấn đề rượu hay là do cái nguyên nhân nào đó mà khiến cho anh phải tới bây giờ luôn là mấy chục năm vậy thôi. Ông Tư bình thường thì anh Cò anh có nghe mình nói chuyện bình thường không ông Tư, mà sao nãy giờ con nói chuyện với anh Cò mà như ảnh không có nghe mình nói gì hết trơn á? À, nó không biết. Không biết gì hết. Không biết chứ không phải là không nghe ha. Ừ, không biết. À. Không biết thiệt chú ơi, chứ không có nghe gì đâu. Nghe mà không biết gì, không biết trả lời mình sao nữa. À đúng rồi. Nói vậy sớm giờ con cũng hỏi mấy câu mà không ảnh nghe sao anh. Không nghe mà không biết cái gì mà dạ. Trả lời sao con không biết luôn á. Dạ.
Không phải vậy, bị nó vậy bây giờ nó tâm thần nó đâu có biết ngây ngơ lắm chú ơi, chứ không có phải gì đâu. Biết cái trơn mà trả lời đâu có biết thì sao. Vậy thì ảnh ăn uống thì bình thường, nhưng mà về vấn đề ảnh ỉa đái thì như thế nào thưa ông Tư? Ỉa đái nó đi ỉa ra vườn ỉa mình lên được chứ đâu có sao đâu. Còn tắm rửa tôi mới đi tắm. À có nghĩa là ỉa đái thì vẫn biết cái. Ỉa đái thì đi đái ỉa được. Còn tắm thì tôi qua không tắm cho nó. Con sợ thay đồ giặt đồ tôi không. Con chỉ sợ là cái vấn đề về ỉa đái mà không biết đó ông Tư. Được. Đi ỉa được. Tại có một số người á, một số người là tâm thần đồ mà kia mà ỉa đái là ta không có biết đâu. Nó đi ỉa đái được. Đỡ cho không có chết mình ỉa trong quần mà nó. Dạ. Giặt chết luôn nữa chú ơi. Vậy đỡ tôi thiệt. Ý con thấy anh làm gì anh đứng anh dòm anh nói gì không con cũng nghe rõ nữa ha. Không biết gì đâu chú ơi, nói gì tào lao bốc xế không biết gì đâu chú nói. Chú nói gì nói không biết cái gì đâu. Không biết nghe mình cái gì hết trơn luôn. Còn về cái câu chuyện về vấn đề về sau cuộc nhậu thì anh cò anh bị như vậy thì ông Tư ông có nghĩ về vấn đề là do nguyên nhân nào không ông Tư? Không có, tôi nghe tôi sợ ông kia chết mà có nhập xác gì cho nó không mà sao mà nó bị khùng luôn tôi cũng không biết nữa. Độ ông kia ông chết luôn. Có nghĩa là ông Tư chỉ sợ rằng cái ông nhậu chung là ông chết rồi. Ngày về cái nhập xác vô. Nhập xác vô nó cho nó khùng luôn đó. Tôi sợ tôi nghi là như vậy biết không. Nhưng mà sao ông Tư nghi vậy sao? Ông Tư hồi trước giờ ông Tư không có đi thử đi xem một cái vấn đề gì hiện tượng tâm linh, có cái vấn đề gì tâm linh đối với anh Cồ không? Tôi không có coi mà tôi nghi cái ông kia có chết, có nhập xác cho nó không mà sao nó khùng hoài. Ông Tư chỉ nghi vậy thôi ha. Sợ nghi vậy thôi chứ không có đi coi thầy bà biết không. Chỉ nghi là anh Cồ bị ông đó nhập thôi chứ còn coi thì chưa có coi lần nào ha. Kỳ đó ta suối xả làng mà nó cũng kêu đem nó đi bệnh viện đi ông ơi coi sao. Mấy người ngoài xã đó em bệnh viện coi nó bị cái gì rồi xuống dưới bệnh viện nó tâm thần thiệt. Dạ. Như vậy là chỉ cái hướng đi của mình đầu tiên là chỉ về đi bác sĩ. Đi bác sĩ. Thì đi bác sĩ thì bác sĩ cho biết là tâm thần rồi. Còn về cái hướng về tâm linh thì ông Tư chưa có đi lần nào hết. Không có cái vụ mà coi bên tâm linh tôi không biết, tôi không có coi. Rồi có gì nhập cho nó không tôi không biết. Có đi bác đâu, sĩ ông Tư thử một ngày nào đó ông Tư có thể đi xem một cái vị nào đó coi người ta có biết được cái vấn đề của anh Cò không? Ví dụ coi người ta có biết rằng anh Cò có ai đó đi theo, có vong linh nào theo như ông Tư suy nghĩ. Vậy đó. Sớm là ông Tư nghi ngờ là có cái ông mà ông nhậu chung ông theo anh Cò. Như vậy thì ông Tư có thể đi coi thử coi có như vậy không? Nếu như có thì mình có thể tìm cách nào đó mình gỡ ra để cho anh Cò trở lại bình thường như trước đó, ông Tư. Nếu như có gì để kêu vợ tôi đi cho được biết không? Tôi không biết vụ này. Tôi đó, vợ tôi đó, Tư đó. Có nghĩa là bà Tư thì bà sẽ biết điều này. Bà kết chuyện này bà đi, tôi không biết chịu đi. Coi thầy bà tôi không biết phải không? Ông thấy ảnh thấy anh đứng nhìn mình là thấy tội nghiệp không Tư? Ảnh năm nay nhiêu tuổi không Tư? Mấy tuổi mà, bốn mươi mấy tuổi rồi đó. Tuổi tuổi mùi là 1979 đó. 1979 bốn mấy tuổi? Bốn mấy tuổi chú phải không? Dạ, bốn mấy tuổi. Trong giấy có giấy 1979 đó. Bốn mấy tuổi thì bị là 20 mấy năm hả? Hai năm nay 20 năm gì rồi. 20 năm. Bà già chết lúc đó cũng còn đỡ quá. Bà già tôi chết lúc 2003 đó, nó năm tới 2004, 2005 rồi tới giờ luôn. Dạ. Ông Tư thì sau khi mà ông Tư đi xuống bệnh viện Long Xuyên thì họ chẩn đoán là anh Cò bị bệnh tâm thần như vậy thì ông Tư linh giác đó thì ông Tư có xin giấy là để chuyển cho anh Cò đi lên tuyến trên hơn để điều trị không ông Tư? Mà kỳ đó con Năm nó đi với vợ tôi. Dạ. Tôi không có đi. Dạ, vậy để con xin phép con để con qua con hỏi kêu bằng cô Năm đi.
Qua hỏi cô Năm của anh Cồ xem là lúc cô Năm nó đi ở bệnh viện như thế nào nha. Vợ tôi đó đi. Dạ. Hôm kia đó đi. Dạ con chào cô. Bệnh viện đó. Dạ cô ơi, thì con nghe là ông Tư nói là lúc mà chuyển anh Cồ đi xuống Long Xuyên á thưa cô, thì cô là người chính là dẫn anh Cồ đi, vậy thì trong cái quá trình mà đi xuống dưới thì bệnh viện người ta thăm khám anh Cồ thì người ta cho biết như thế nào thưa cô? Cũng như ta đi xuống dưới người ta khám thì người ta nói nó bị tâm thần. Dạ. Người ta cho giờ người ta cho giấy đi về, ta làm giấy làm đồ cho về mình đưa vô xã. Như xã báo nói là nó bị tâm thần. Dạ. Rồi nó nằm luôn tới giờ luôn đó, là đi đó cũng 9-10 năm nay rồi. Mười mấy năm rồi đó, đi là nó bị đó. Đi xuống dưới là bác sĩ khám là nói nó bị tâm thần thì em Long Xuyên dưới á. Có nghĩa là con khi mà con nghe ông Tư nói là cho là cũng gần 20 năm rồi đó hả bà Tư. Ý nhưng là, mà lúc trước con... thì nó cũng hơi nhẹ. Cái mình tính là ở nhà mình trị cho nó. Cái thấy quá đi rồi mới ra báo với xã đó. Rồi xã kêu thôi bây giờ đi xuống bệnh viện tỉnh đi khám. Dạ cũng quá như, là sao thưa cũng cô? Như là nó ngày nó làm tới nó nằm hoài nữa, nó tới gì hoài đó, là lúc trước nó còn đi tới lui chỗ này chỗ kia đồ được à. Còn bây giờ cái sao lại là nó không đi, nó nằm vậy đó, nó tới lui chỗ đó không, chứ nó không đi với ai, không nói chuyện với ai. Người mới đi dẫn xuống Long Xuyên khám thì bác sĩ giờ nó bị tâm thần à. Người ta mới cho giấy về nó nạp vô xã. Dạ như vậy thì tâm thần mà cấp độ mấy thì cũng không biết nữa, cũng giấy đó là chỉ vậy thôi. Mình cũng không có coi, nó bị tâm thần thôi chứ. Sau khi mà chuyển anh về đây thì từ hồi đó tới giờ là có thuốc men gì cho anh còn không? Cũng có thuốc nữa mà bây giờ là nó không có thuốc nữa. Lúc trước có thuốc, giờ là nghỉ. Là không khám cho anh còn hay là do là bệnh viện không có còn cấp thuốc cho anh còn? Mình đi khám rồi mình lấy thuốc về, rồi từ đó tới giờ là không có ấy luôn. Là nói tâm thần rồi không có đi khám, không có lấy thuốc luôn. Rồi nó nằm vậy đó. Mà này nó không có phá phách gì ai vậy. Có nghĩa là khi mà biết anh Cồ bị tâm thần vậy là gia đình để không có điều trị nữa hả? Không. Không có điều trị, cũng như không có khả năng điều trị nữa. À, có nghĩa là do gia đình khó khăn. Không có khả năng điều trị nữa. Ủa sao mà lúc đó mình không có lúc mà mình chuyển với Long Xuyên thưa cô, thì chắc đó mà bệnh viện Long Xuyên cho mình biết là anh Cồ đã bị tâm thần rồi, thì chắc đó sao mình không có xin bác sĩ là cho xin cái giấy chuyển viện lên cái tuyến trên để mà điều trị cho anh Cồ cho nó giảm bớt á thưa cô. Con chỉ nói là giảm bớt thôi chứ nhiều khi nói về tâm thần rồi mà để bình phục 100% thì không bao giờ có. Lúc trước mình cũng không hiểu mà không biết nữa. Rồi đi khám rồi nói ở dưới đưa giấy về đem nạp cho xã rồi nói nó bị tâm thần rồi vậy đó. Chứ mình cũng do đó cũng mình không có biết về vấn đề là chuyển cũng không có biết trên. Cũng không có biết di chuyển nữa. À. Rồi tới giờ luôn là nó vậy hoài đó. Là tới từ hồi giai đoạn đi khám đầu tiên mà ở bệnh viện cho hay tới giờ là vẫn không có dắt anh Cồ đi khám lại hả? Không. Vì thấy nó quá rồi mình cũng đi khám. Với người khó khăn quá rồi cũng không có đi khám. À. Với cô, hoàn cảnh cô cũng khó khăn nữa. Không có ai hết trơn á, con ở mình nên đó. Đi làm hết trơn rồi, cái lúc trước cũng đi. Rồi đâu có ai mà dẫn nó đi. Cha nó thì đâu có đi được. Cô dẫn với mẹ nó dẫn. Rồi cái sau này cô không có dẫn nữa, mẹ nó cũng không biết được đi luôn, không có đi. Cô vậy thì thuốc men bây giờ mình có thể đi ra bệnh viện huyện của mình đó, mình lãnh cho anh Cồ uống rồi không được luôn hả cô? Hay là do ảnh không có chịu uống thuốc sao cô? Nó không chịu uống thuốc luôn á, nó uống. Vậy hả? Ừ. Con thấy ảnh, cái tình trạng của ảnh là bệnh cũng hơi nặng á chứ không phải nhẹ đâu. Tại vì thì nó khi nặng mà đó. Con hỏi ảnh hồi sớm một vài câu á thì ảnh không có trả lời lại con được. Con có nghĩa là ảnh không còn biết về cái câu hỏi của con là đang hỏi cái gì và nên trả lời lại cái vấn đề gì. Nhưng mà ảnh có một cái là ảnh bị bệnh về vấn đề này, nhưng mà ảnh không có như những cái người mà con từng tiếp xúc, là họ những người con từng tiếp xúc á thì họ tâm thần mà cái dạng như họ bị hung dữ. Ừ. Là dữ dằn, khi mà gặp người lạ là sẽ đánh chửi mắng hoặc là làm cái hành động gì dữ tợn lắm. Ừ, cái tánh thằng này nó không có. Còn anh Cồ Duyên về anh Cồ thì ảnh rất là hiền. Khi mà gặp mình thì ảnh cũng rất là bình thường, khi mình hỏi ảnh thì ảnh tuy rằng ảnh không trả lời được nhưng mà ảnh cũng bình thường chứ không. Nó không nói chuyện với ai hết. Ai lợi thì nó đứng trong nhà nó rình.
rình, nó nhìn ra nó rình vậy, cái nó chạy chứ vô à. À đúng rồi, nãy con đứng rồi, rõ ràng là con đứng ngay ở bên ngoài trò chuyện với ông Tư thì anh cổ đứng trong anh ngói anh dòm dữ lắm. Vậy đó, giờ nói vậy đó. Là hiện giờ thì do cái hoàn cảnh gia đình mình cũng khó khăn, nên cũng chưa có cái vấn đề gì là dự định là đưa anh cổ đi lên tuyến trên để thăm khám ấy, được không? Chưa, phải rồi. Không có dự định là đi khám mà thấy nó vậy thôi, cũng nằm mười mấy năm rồi thôi, cha nó nói thôi lỡ rồi để vậy luôn đi chứ sao vậy. Lúc trước thì cha nó nấu cơm nấu đồ, cô cũng nấu cơm nấu đồ tiếp. Rồi cô bệnh rồi cha nó, miễn cô cha nó bệnh thì cô cơm nước cho nó ăn vậy đó. Con cho nó ăn thì nó ăn, còn không cho nó tối ngày nó không đòi hỏi ai chứ. Không đòi hỏi gì chứ. Là nói chung là anh bị như vậy là anh chỉ nằm im như thôi chứ anh không có quậy lại, không có la, không có lối gì hết trơn với cô á. Nó không có quậy, không có ăn đó, nó nằm vậy đó. Dạ. Con vô thật sự hồi sớm con vô thì con cũng nghe cô với ông Tư chỉ con qua, con mới biết rằng anh Cò anh nằm ở một cái vị trí ở bên cái góc bên này. Ừ. Anh ở trong này chứ không nói thì con cũng không biết rằng anh Cò ảnh đang ở bên đó nữa. Có đem ha, chiếu mền được cho nó chứ, mà nó không có nằm đâu, nó đùa qua một bên không mà nó nằm vậy đó. Nằm không như mũi cắn sao? Không biết sao mà nó không chịu nằm. Có văng nữa mà. Văng mùng ha, chiếu mẹ nó mua chiếu mới ha, cô đem mền ha, đem gối qua cho nó đùa qua một bên hết trơn. Dạ. Nó nằm vậy thôi vậy đó. Nó không cần chiếu, không cần gì vậy. Cô thì hồi sớm con nghe ông Tư nói về cái từ cái ngày mà ông Tư anh Kỳ, từ cái ngày mà anh Cò ở nhậu với ông chú, thì cô có cảm nhận gì về cái buổi nhậu đó mà anh Cò là bị tới ngày hôm nay không? Lúc đó cô không có ở đây, cô cũng không biết nữa. À, do cô không có ở đây. Cô mới về đây à. Lúc trước cô không có ở đây. Dạ. Có bà, phải bà nội còn sống thì bà nội biết. Dạ. Bà nội biết dành lắm. Bây giờ bà chết rồi cũng không biết luôn, cô cũng không có dành nữa đó. Có gì đâu, nó có gì đâu, ông rượu với ông đó, tao không chết, nó về trong ngay ngơi, tao già hoài. Cho con xin mừng là cái miếng, con cảm ơn con. Ừ, rồi, cảm ơn con luôn. Ông Tư có thể đọc cho con xin số điện thoại nha. Đại của tôi đó hả? Ừ, điện thoại của anh á. Dạ, ông đọc số điện thoại đi, có gì cô bác ta, có gì liên hệ với ông Tư á. Rồi ghi vô á nè. Dạ dạ ông tôi đọc lên đi. Ông đọc lên đi. Vô trong đó luôn rồi. Dạ, đọc liên tục. 09 dạ 44 dạ 10 88 70. Dạ, ông đọc lại một lần nữa ông đi. 09 44 10 88 70. Dạ. Dạ cô bác ơi, thì ông Tư vừa đọc cái số điện thoại của mình đó cô bác, thì quý cô bác Mạnh Thường Quân nào nếu có muốn biết rõ về hoàn cảnh của anh Cò thì cũng có thể liên hệ qua số điện thoại của ông Tư nha, thì cũng có thể gặp trực tiếp tại nhà của anh Cò để có gì hỗ trợ cho anh Cò cũng như là hoàn cảnh của ảnh hiện nay. Thì thôi, đến đây mình cũng xin khép lại cái video tại đây, và cũng cảm ơn cô bác mình đã nhấn chút khoảng thời gian để xem video của Quỳnh Tân luôn ạ.